Các cháu khưng của bà, câu chuyện cổ tích đầu tiên mà bà muốn kể cho các cháu nghe hôm nay là câu chuyện về một con ếch. À, nói đúng hơn là một cô nàng ếch. Bà chắc là hầu hết các cháu đã từng nhìn thấy con ếch rồi phải không? Thậm chí là có cháu đã từng chơi nghịch với nó nữa. Chà, thật là một con vật xấu xí quá phải không nè? Ấy, vậy mà ngày xưa, rất là xưa, đã từng có một hoàng tử lấy một cô ếch làm vợ. Đó chính là câu chuyện mà bà sẽ kể cho các cháu nghe sau đây. Xưa có một nhà vua có ba người con trai. Một hôm nhà vua mới cho gọi các con lại và bảo: Này các con trai của ta, các con đều đã lớn, đã đến lúc ta phải có con dâu rồi. Ta có một ý như thế này: trong gian phòng chứa binh khí kia có một khẩu súng quả mai, một cây nỏ và một cây cung. Các con hãy chọn thứ vũ khí nào mà mình thích. Tên đạn của ai bắn rơi vào dưới chân người con gái nào á, thì người ấy sẽ là vợ của hoàng tử đó. Hãy để cho trời đất xe duyên là công bằng hơn cả. Các hoàng tử đều hứa sẽ làm theo ý của vua cha. Hoàng tử cả mới lắp đạn vào súng quả mai. Viên đạn bắn rời xuống bên chân cô gái, con của nhà chủ điền giàu có. Hoàng tử thứ thì bắn một mũi tên, nó bay đến gõ vào cửa sổ nàng con gái, con của một vương công. Đến lượt hoàng tử Úc, chàng dương cung lên và mũi tên chàng bắn bay cao tít, biến mất sau mấy tầng mây. Hoàng tử mới đi tìm xem coi mũi tên rơi xuống đâu. Chàng đi tới một đầm lầy và chàng đã nhìn thấy gì? Ồ, một con ếch. Phải, một con ếch xấu xí đang ngậm ngang mòm mũi tên của chàng. Hoàng tử định bỏ chạy thì con ếch bóng cất tiếng nói thật là lạ lùng. Con ếch không những nói được tiếng người mà giọng nói lại rất dịu dàng, du dương, rõ ràng là giọng của một cô gái trẻ. Con ếch mới nói: Hoàng tử ơi, chàng định bỏ ngoài tai lời dặn của cha hay sao? Hoàng tử đành phải lấy khăn tài lụa để mà bọc con ếch lại mang về cung. Khi hoàng tử Úc xuất hiện ở hoàng cung cùng với con ếch, tất cả mọi người đều súm lại cười nhạo, chế giễu chàng. Ê, hãy xem kìa, hãy xem vợ chưa cưới của hoàng tử kìa. Ôi, một con ếch, một con ếch. Dứt cái con vật gớm ghiếc kia đi, dứt đi, ôi khiếp quá. Trước thái độ xua đuổi của mọi người, con ếch bé nhỏ chỉ còn biết đưa đôi mắt buồn bã nhìn hoàng tử Úc. Vốn là một người nhân hậu, hoàng tử Úc cảm thấy mũi lòng vì ánh mắt buồn bã đó. Nàng thầm cầu mong: Cầu trời phù hộ cho con trai của hoàng thượng không phản bội lời đã hứa. Và đúng như vậy, chàng đã lấy con ếch làm vợ, mặc cho mọi người chê cười.
Tuy chỉ là một con vật bé nhỏ, xấu xí, nhưng các cháu biết không, cô vợ ếch của hoàng tử Úc biết lắng nghe, trò chuyện và biết chia sẻ mọi ý nghĩ của hoàng tử. Dần dà, có chuyện gì chàng cũng kể cho ếch nghe, xem ếch như một người bạn. Cả hai tỏ ra rất vui vẻ bên nhau. Điều đó khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, tò mò, nhất là hai người chị dâu. Một hôm, nhà vua mới cho gọi ba con trai đến và báo: Này các con, cha muốn xem các con dâu của cha có phải là nội trợ giỏi hay không. Hãy bảo họ ngày mai mỗi người nướng cho cha một ổ bánh mì trắng nha. Hoàng tử Úc trở về cung điện riêng của mình với vẻ mặt buồn rầu. Chàng không nói gì, chỉ thở dài luôn. Thấy vậy, cô vợ ếch bèn hỏi: Hoàng tử Úc ơi, có chuyện gì khiến chàng không được vui vậy? Hoàng tử Úc buồn rầu mới kể lại cho vợ nghe lệnh của vua cha và than thở: Làm thế nào bây giờ? Ta lo quá. Nhưng cô vợ ếch của chàng chỉ mỉm cười đáp lại: Chàng cứ yên tâm đi. Sau đó, nàng ếch chuẩn bị nhào bột cho thật kỹ rồi ném vào lửa nướng. Việc làm của ếch đã lọt vào mắt một cô hầu mà hai nàng chị dâu đã bí mật xài để theo dõi xem nàng ếch làm ra sao. Hai nàng dâu chị bèn bắt chước. Kết quả là bánh của hai chị đen xì như là hai chiếc ủng. Trong khi đó, nàng dâu ếch đem trống ra gõ một hồi, gọi quân, và thế là từ khắp nơi ếch nhái đổ về, xúm xích làm được một ổ bánh mì trắng thơm phức, hấp dẫn, trông thật là ngon lành. Vua cha khen nàng dâu ếch và quắng hai ổ bánh mì cháy đen kia đi. Rồi ngài lệnh cho các con trai về báo vợ mỗi người dệt một tấm thảm lụa mai mang lên để nộp cho ngài. Hoàng tử Úc về gặp vợ lại càng buồn bã hơn trước. Nhưng cũng như lần trước, cô vợ ếch chẳng tỏ vẻ gì lo lắng. Nàng sai bài khung dệt ra, rồi cầm những cuộn chỉ lụa ném qua cửa sổ ra bãi cỏ. Được tình ếch làm như vậy, hai nàng chị dâu cũng bắt chước làm theo. Gió làm cho các sợi lụa rối lại, và khi các nàng đem ra dệt thì tấm thảm của các nàng trông thật là thảm hại. Còn tấm thảm của nàng dâu ếch thì có màu sắc hoa văn rất lạ, như thế là được dệt từ lá cỏ, rong rêu và các loại hoa dại đủ màu sắc, lại đính những hạt ngọc và kim cương lấp lánh. Cả triều đình đều tấm tắc khen. Nhà vua nhìn tấm thảm không rời mắt, rồi ngài báo: Ngày mai ta sẽ có một vũ hội lớn. Ta muốn các nàng dâu của ta sẽ khiêu vũ cùng các tân khách. Hoàng tử Úc nghe nói, trong lòng buồn lắm. Chàng nói với cô vợ ếch: Ta sẽ xin với nhà vua cho cả ta và nàng không phải đến dự buổi khiêu vũ ngày mai. Nàng đã chứng tỏ cho vua cha và tất cả mọi người thấy rằng nàng là một người nội trợ giỏi, khéo léo và tài hoa như thế nào. Vì vậy, ta nghĩ rằng vua cha sẽ không đòi hỏi nàng hơn nữa đâu.
Nhưng cô vợ ếch trả lời: "Ôi, hoàng tử Út, xin chàng cứ yên tâm. Mai chàng cứ đến lâu đài và đợi em ở đó." Mặc dù rất lo lắng, nhưng hoàng tử Út vẫn làm theo lời của vợ ếch. Vũ hội đã bắt đầu, nhưng chàng vẫn chưa nhìn thấy cô vợ ếch đâu. Trong khi đó thì hai người chị dâu thước tha trong áo váy rực rỡ đã có mặt từ bao giờ. Đúng lúc đó, bỗng có một cỗ xe ngựa bằng vàng đổ xịch trước cửa. Từ trên xe bước xuống 1000 con gái xinh đẹp đến nỗi làm cho ai cũng phải sững sờ. Nàng con gái cất lên một giọng nói trong trẻo du dương: "Tôi là vợ của hoàng tử Út." Nghe nói thế, mọi người ai cũng vui mừng, nhất là hoàng tử Út và vua cha, vì trong lòng ngài đã cảm thấy quý cô dâu Út vừa khéo tài lại vừa tài hoa này. Niềm vui quá lớn khiến hoàng tử Út khó tin đó là sự thật. Chàng liền chạy ngay về phòng mình kiểm tra xem có còn cô vợ ếch đó không. Chàng chỉ tìm thấy bộ da ếch, liền cầm lấy ném luôn vào lửa. Ngay lập tức vợ chàng xuất hiện, nàng buồn rầu kêu lên: "Ôi, như vậy là khốn khổ cho chúng ta rồi chàng ơi. Nếu chàng chịu khó đợi đến ngày mai hết hạn lời nguyền của lão phù thủy bất tử, thì có phải em sẽ mãi mãi là của chàng không? Nhưng như thế này thì bây giờ em lại phải trở về lâu đài của lão rồi. Thôi, vĩnh biệt chàng." Cỗ xe ngựa chạy biến mất đi. Hoàng tử lao lên ngựa đuổi theo. Chàng đi suốt nhiều ngày trước khi gió ngựa đưa chàng đến một túp liều tranh kỳ lạ, dựng trên một cái cẳng gà cao to tướng. Trong túp liều có một bà già xấu xí và trông rất dữ tợn. Một con gấu, một con đại bàng và một con cá măng. Hoàng tử hỏi thăm đường đến nơi của lão phù thủy bất tử. Mụ già không trả lời mà réo bảo hoàng tử: "Hãy cho mấy quân hầu gấu đại bàng và cá măng của ta ăn đi. Chúng đang đói lắm đó." Hoàng tử lúng túng vì sau nhiều ngày đi rong ruổi trên đường, chàng chẳng còn lại một chút lương thực nào. Bản thân chàng cũng đang bị đói cồn cào. Nhưng vốn tính nhân hậu, chàng chẳng ngần ngại rút vào xéo thịt đùi của mình ra cho mấy con vật đó ăn. Hành động của chàng đã khiến cho mụ phù thủy: "Đúng, các cháu biết không, đây chính là mụ phù thủy. Mụ ta cũng phải hài lòng về hành động của hoàng tử." Mụ nói: "Ha ha, làm thế là tốt lắm, đáng được ta thưởng đó. Gần đây, ở trong gốc cây sồi, có một cái hòm bằng vàng. Trong cái hòm này có một con vịt bằng vàng. Trong một con vịt có một quả trứng bằng vàng. Trong cái quả trứng có một chiếc kim rỉ. Nếu nhà ngươi bẻ gãy được chiếc kim đó, thì lão phù thủy bất tử sẽ tắt thở, và chàng sẽ giải thoát được người vợ yêu quý về ở với mình mãi mãi." Hoàng tử đến ngay gốc cây sồi. Chàng còn đang lay quay, chưa biết phải làm cách nào để đào được gốc sồi lên. Thì liền lúc đó xuất hiện một con gấu to tướng, chính là con gấu của mụ phù thủy mà chàng đã xé thịt cho nó ăn. Nó nhổ bật gốc cây sồi lên, chiếc hòm vàng rơi xuống đất. Một con vịt vàng từ trong hòm nhảy ra và ném quả trứng vàng xuống một cái hồ sâu.
Một con cá măng nhô lên khỏi mặt nước hồ, đưa trả lại quả trứng vàng cho hoàng tử. Hoàng tử lấy cây kìm ra bẻ gãy. Tức thì một tiếng động lớn vang lên, rồi hoàng tử thấy hiện ra trước mắt mình người vợ duyên dáng và xinh đẹp của chàng. Hai vợ chồng vui mừng cùng nhau trở về cung vua. Về sau khi đã già, nhà vua nhường ngôi lại cho hoàng tử Úc, vì trong ba người con trai của nhà vua thì hoàng tử Úc là người thông minh, có tấm lòng nhân hậu nhất. Hoàng tử Úc lên làm vua và người vợ của chàng tất nhiên là sẽ trở thành hoàng hậu. Các cháu ngoan của bà, đó là câu chuyện về một cô gái đã bị bùa phép của lão phù thủy độc ác phải biến thành con ếch. Nhưng nhờ có tấm lòng chân thành, yêu thương của một hoàng tử mà nàng đã trở lại thành người. Trải qua những ngày gian nan, cô gái xinh đẹp đáng thương và vị hoàng tử tốt bụng lại được sống hạnh phúc bên nhau. Còn lão phù thủy độc ác thì phải trả giá. Như thế mới là công bằng. Có phải vậy không hả các cháu của bà? Các cháu cưng của bà, câu chuyện tiếp theo mà bà muốn kể cho các cháu nghe về câu chuyện một ông cụ già có thể làm cho cây cối nở hoa. Làm thế nào mà ông cụ lại làm cho cây nở hoa được ha? Đó là từ những bụi tro của một cây cối, mà cây cối đó lại từ gỗ của một cây dương. Còn cây dương thì... mà thôi, để bà kể cho các cháu nghe từ đầu nha. Ở dưới chân ngọn núi nọ có một con sông uốn khúc chảy qua. Tại đây có hai gia đình sống cạnh nhau đã lâu lắm rồi. Một gia đình ở thượng nguồn và một gia đình ở hạ nguồn. Do đó người ta gọi họ là gia đình ở trên và gia đình ở dưới. Họ không còn trẻ nữa, và hai bà vợ thì cũng đã già khụ rồi. Điều khác biệt ở giữa hai gia đình này là tính tình. Gia đình ở trên thì ác độc đố kỵ, còn gia đình ở dưới thì dễ thương và sẵn sàng chia sẻ hết hạt gạo cuối cùng để giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Một hôm, hai nhà đều đi bủa lưới bắt cá ở dưới sông. Hôm sau, từ lúc trời chưa sáng, người ở trên thì nôn nóng đi xem lưới có cá không. Ông quá thất vọng vì ở trong lưới chỉ có cành cây và rễ cây mà thôi. Vì bản tính đố kỵ nên ông lão xem thử người hàng xóm có gặp cánh rủi ro như mình không. Nhưng khi vừa nhìn vào lưới của gia đình bên dưới thì lão ta tái mặt và ghen ghét. Ở trong lưới của ông này có rất nhiều cá. Lão ở trên giận dữ, thả hết cá ra và bỏ vào lưới một khúc gỗ mà lão ta lấy ở nhà đem đến. Khi mặt trời mọc, người ở dưới đi xem lưới.
Khi thấy lưới có một vật lạ, ông ta cũng không tỏ ra thất vọng chút nào, mà trái lại còn hài lòng và tự nhủ. Thôi, ít ra thì hôm nay ta khỏi phải vào rừng để kiếm củi. Sau đó, ông ta lấy khúc gỗ ra và đem phơi dưới nắng. Khi khúc gỗ đã khô, ông già đem rìu ra bữa. Ông thấy khúc gỗ là một cái rễ dương rất cứng và có hình dạng kỳ lạ. Ông tự nhủ: trong lúc còn trẻ ta phải bữa khúc củi này cho rồi đi. Vì bữa một cái rễ dương như thế này thì chuyện không phải là dễ. Ông để cái rễ trên mặt đất, rồi ngắm nhìn xem phải bữa như thế nào mới được. Rồi ông ta bữa thử một nhát. Lạ lùng thay, cái rìu vừa chạm vào, rễ cây liền vỡ tan ra làm hai. Và điều kỳ lạ hơn nữa là ở chỗ vỡ có một con chó trắng rất dễ thương bước ra. Ông già không tin vào mắt mình, nhưng quả thật là một con chó còn sống. Con chó nó đang sủa nho nhỏ mừng rỡ với ông nữa chứ. Ông già gọi vợ ra để chỉ cho vợ thấy điều kỳ diệu này. Bà vợ ngạc nhiên vô cùng, và ông chồng nói: cái rễ cây này đã sinh ra một con chó con đó bà, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà vợ đáp: ôi, con chó đẹp quá ông ha, chúng ta nuôi nó đi. Mình không có con thì nuôi con chó này vậy. Bà ẵm con chó vào lòng, đem vào nhà nấu cháo nếp cho nó ăn. Chó con sống ở nhà hai vợ chồng già không thiếu gì hết. Hai người chăm sóc cho nó ăn, cho nên sau một thời gian ngắn, nó lớn như thổi thành một con chó lớn, có bộ lông màu trắng và cặp mắt thông minh. Một buổi sáng, khi ông già sắp sửa đi ra đồng, thì bỗng nhiên con chó đến đứng trước mặt ông, rồi nói bằng giọng người: ông nội ơi, ông nội, hôm nay ông đừng ra đồng nữa. Ông buộc cái giỏ lên lưng cháu đi, rồi lấy cái cuốc để chúng ta cùng vào rừng. Ông già rất ngạc nhiên, bèn gọi vợ ra và nói: bà có nghe không? Con chó nó biết nói bà ơi, nó bảo tôi đi với nó vào rừng, bà ơi, nó biết nói. Bà già cũng đáp: ừ, nếu ông và nó muốn vào rừng á, thì để tôi bới cơm theo cho mà ăn. Nói xong, bà vào bếp, gói mấy vắt cơm cho ông. Ông già buộc cái giỏ lên lưng con chó, vác theo cây cuốc và lấy thức ăn, rồi cùng con chó lên đường. Một lát sau, con chó dừng lại và nói với ông: ông nội ơi, ông nội, ông nội để cuốc và thức ăn vào giỏ để cháu mang cho. Ông già nói: mày thật là dễ thương á. Chó à, mày muốn giúp tao thì tốt, nhưng mày mang thế này nặng lắm. Con chó lại trả lời: không có nặng đâu ông à. Ông nội ơi, cháu lớn rồi, và ông đã nuôi cháu quá đầy đủ, cháu khỏe mạnh lắm, cứ để cháu mang cuốc và thức ăn cho. Ông già làm theo lời của nó, để cuốc và thức ăn vào gió và tiếp tục đi. Đến bìa rừng, cả hai dừng lại. Ông già mở cây bị, lấy thức ăn chia làm hai phần bằng nhau, đưa cho con chó một phần. Sau khi ăn uống xong, cả hai người nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Con chó dẫn ông đi theo những con đường nhỏ và leo lên cao mái. Khi đến lưng chừng núi, ông già quá mệt nên đi càng lúc càng chậm lại. Con chó liền đứng lại và nói: ông nội, ông ngồi lên lưng cháu đi, để cháu cõng ông đi.
Ông già đáp: "Thôi chó ơi, ông nặng lắm, mày sẽ gãy lưng đây. Gãy mất cái lưng à con ơi." Nhưng con chó cứ khăng khăng: "Không sao đâu ông ơi, cháu đã thành con chó to lớn, khỏe mạnh, vững vàng lắm rồi. Ông cho cháu ăn uống đầy đủ nên cháu rất khỏe mạnh. Ông cứ ngồi yên trên lưng cháu, một lát là tới à." Ông già quá, thật là đã quá mệt, ông liền ngồi lên lưng nó. Ông níu cái giỏ thật chắc để cho nó cõng đi. Con chó đi nhẹ nhàng như là cõng cây lông. Một lát sau, cả hai lên đến một khoảng trắng ở trên đỉnh núi. Con chó nhìn quanh rồi chạy từ gốc cây này đến gốc cây khác, ngửi ngửi, đánh hơi ở dưới đất và dừng lại ở một gốc cây thông lớn. Nó nói với ông già: "Ông nội ơi, ông nội, ông lấy cái cuốc đào chỗ này đi." Ông già lấy cuốc đào chỗ con chó chỉ. Chẳng mấy chốc, cái cuốc chạm phải một vật gì cứng cứng. Ông già đào tiếp một cách cẩn thận, bới đất ra, ông thấy một cái hũ lớn đựng đầy tiền vàng. Lạ lùng biết bao, ông già vuốt ve con chó, lòng biết ơn nó vô cùng. Vì từ nay cho đến chết, ông không phải chịu cảnh nghèo khổ nữa. Rồi ông để cái hũ vàng vào giỏ, tòng thêm cái cuốc vào đó nữa. Ông hớn hở cùng con chó đi về nhà. Bà già cũng vui mừng vô cùng. Bà cảm ơn con chó, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ông già và con chó, kẻo đói sau một ngày quá cực nhọc. Trong lúc đó, ông già để tiền vàng lên chiếu để đếm. Ông đếm mãi mà chưa được nửa đống tiền. Bỗng lúc đó, bà hàng xóm đến xin lửa để đem về nhóm bếp. Nhìn thấy đồng tiền vàng, bà ta tròn xòe mắt ngạc nhiên, thèm khát. Bà liền hỏi hai ông bà già làm sao mà có được nhiều vàng như thế. Ông già kể chuyện thật cho bà ta nghe, là đã nhờ con chó giúp đỡ mà họ có được cả kho vàng này. Ông vừa kể xong, bà ta liền chạy về nhà báo tin cho chồng. Bà ta thở vắng than dài: "Họ thiệt là may mắn quá đi. Ông hãy đến mượn con chó của họ đi, mượn một hôm thôi để nhờ nó chỉ cho một kho vàng như thế. Đi đi ông mà." Người chồng đáp: "Ừ, ý kiến của bà cũng thật hay đó." Thế là sáng hôm sau, lão ta đến nhà ông hàng xóm để mượn con chó. Ông ta sẵn sàng cho mượn con chó một ngày. Vừa mang chó về nhà, lão già liền nói với vợ: "Mau lên, bà nó ơi, làm cho tôi ít cơm vắt, tôi vào rừng ngay." Lão đi tìm cái giỏ, một sợi dây và một cái cuốc. Lão buộc giỏ lên lưng con chó, để cuốc và giỏ để thức ăn, rồi không đợi mời, lão nhảy thoát lên lưng con chó và nói lớn: "Thôi chạy đi, kẻo mất thì giờ, nhanh lên, nhanh lên." Con chó đi theo đường hôm qua, nhưng con đường đối với người hàng xóm ở trên có vẻ dài quá, cho nên để giết thì giờ, lão ăn hết vắt cơm này đến vắt cơm khác. Lão không cho con chó vắt cơm nào hết. Thế mà lão không ngừng thúc con chó đi nhanh hơn nữa. Đi đến bìa rừng, con chó dừng lại như nó đã dừng vào hôm trước. Lão hàng xóm bước xuống, nhìn quanh và nôn nóng hỏi con chó: "Lão phải đào ở đâu?" Nhưng con chó cứ lặng thinh. Lão hàng xóm bèn đi từ gốc cây này đến gốc cây khác. Lão hỏi: "Đâu? Nói cho tao biết là phải đào ở đâu? Ở đây hay ở đó hay ở đằng kia?" Đến khi ấy con chó mới đáp: Ở đằng kia."
Lão hàng xóm liền lấy cuốc, cuốc như điên. Và quá đúng là sau một hồi lâu, cuốc của lão cũng già phải cái gì cứng cứng. Nhưng lão chỉ moi lên được một cái bình đất bể đựng đầy rác rưởi. Lão hàng xóm liền nói giận. Lão nói: đồ con vật khốn nạn, mày dám lừa tao hả? Được rồi, tao sẽ cho mày một bài học vì dám trêu chọc người ta. Nói xong, lão ném cây cuốc vào con chó, khiến con chó chết ngay tức khắc. Rồi lão về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ông già muốn lấy lại con chó, lão hàng xóm bèn nói: con vật ghê tởm ấy nó nằm ở bìa rừng, nó lừa tôi đã giết chết nó rồi. Ông già khóc nức nở. Ông bèn vào bìa rừng đem xác con chó về nhà chôn ở bên bờ sông, rồi trồng một cây dương lên mộ của nó. Từ ngày ấy, hai vợ chồng ông ngày nào cũng đến thăm mộ con chó, than khóc vì đã mất một con chó có nghĩa. Và họ rất ngạc nhiên khi thấy cây dương đâm chồi, mọc rễ và lớn rất nhanh. Chỉ vào năm sau, trên mộ con chó đã có một cây dương to lớn uy nghi. Vào một hôm mùa hè nóng nực, ông già mới đến ngồi dưới gốc cây dương. Ông đã thường ngồi như thế để ngắm nước chảy dưới sông và tưởng nhớ đến con chó trắng. Ông lắng nghe tiếng gió rì rào trong đám lá dương, đầu ông gục xuống ngực ngủ thiêu thiêu. Trong giấc mơ, ông thấy con chó hiện ra và nó nói với ông: ông nội ơi, ông nội, ông hãy làm theo lời của cháu nói nha. Ông lấy cây cưa ra, cưa cây dương đi, rồi tìm khúc nào tốt, ông làm một cái cối mà giả gạo. Nói xong, con chó biến mất và ông già tỉnh giấc. Ông chạy về nhà kể cho bà vợ nghe: bà ơi bà, tôi vừa nằm mơ một giấc mơ thiệt là kỳ lạ nha bà. Trong giấc mơ tôi thấy con chó hiện ra, nó bảo tôi cưa cây dương rồi tìm khúc gỗ nào tốt mà làm một cây cối để giả gạo đó bà ơi. Bà già mới khuyên ông: con chó đã muốn thế thì ông cứ việc làm đi, làm thế ít ra ta cũng có được vật gì để kỷ niệm. Ông già nghe lời vợ, hạ cây dương xuống, cưa một khúc gỗ thật lớn và làm một cái cối thật đẹp. Khi làm xong, ông đem vào nhà bếp, bà già bó vào cối một ít lúa vừa thu hoạch năm nay và lấy chày để giá cho tróc vỏ lúa ra. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Mới giá có một chày thì lúa trong cối đã tăng gấp hai. Đến chày thứ hai thì số lúa lại tăng lên gấp bốn. Rồi đến cái chày thứ ba thì lại tăng gấp tám. Và cứ thế, mỗi chài là lúa lại tăng lên, tăng đến đầy cối, tràn ra đầy cả nhà bếp. Hai vợ chồng quá đỗi vui mừng, họ đã có gạo ăn suốt mùa đông này rồi. Khi hai vợ chồng đổ lúa vào bao, thì bà hàng xóm ở phía trên đến để xin than về nhóm lửa. Quá đỗi kinh ngạc khi thấy gia đình này có nhiều lúa như thế. Bà ta liền hỏi: hai ông bà hàng xóm thu hoạch lúa ở đâu mà nhiều thế? Hai vợ chồng thực tình kể ra là cái cối thần kỳ này do ông già đã làm ra. Chuyện này là do con chó muốn như thế. Nó muốn ông lấy cây dương trên mộ nó làm ra cái cối. Vừa nghe kể xong, bà ta quên mất mục đích xin lửa của mình và không cần lửa than nữa. Bà ta nhanh chân chạy về nhà báo cho chồng biết về cái cối thần kỳ này. Kể xong bà ta nói: chúng ta cũng cần dự trữ một lượng lúa như thế này để dành cho mùa đông.
Này ông à, ngày mai ông xuống mượn cái cối ấy đi. Chúng ta sẽ giả để tăng thêm cho lúa nó nhiều, sao cho đầy dừa là được ha. Ngày mai ông chồng đi xuống nhà, ông ở mạng dưới đây mượn cối. Người chủ cái cối bằng lòng liền, vì ông không có tính đố kỵ và ích kỷ. Ông hàng xóm phía trên đem cái cối về để trước dựa, rồi báo bà vợ bó một giấm lúa rồi giá. Nhưng bà ta giá một chài, cối lúa giảm xuống còn một nửa. Giá hai chài thì thật là lạ, số lúa lại giảm lại còn ít hơn nữa. Và giá chài thứ ba, lúa nó lại giảm xuống còn ít hơn thế nữa. Và nếu mà bà hàng xóm này không dừng lại thì chắc lúa trong cối không còn lại hạt nào hết. Ngày hôm sau, ông già đến lấy lại cái cối, nhưng ông lão hàng xóm trả lời: cái cối ấy ba láp lắm, nó lừa tôi, nó ăn cắp lúa của tôi. Để trừng trị nó, tôi đã chẻ nó ra rồi đốt rồi. Ông già thốt lên: trời ơi, uổng quá, cái cối là vật kỷ niệm của con chó, bác có còn giữ lại tro của nó không? Tôi muốn hốt nó về để làm kỷ niệm. Lão hàng xóm mới nói: bác muốn hốt bao nhiêu thì hốt, tôi chẳng rảnh việc để mà đem đi đổ đâu. Ông già trải áo khoác ra, hốt trò vào đấy, chỉ hốt vừa đủ gói trong áo và cẩn thận đem về nhà. Khi ông ra ngoài vườn thì bỗng một cơn gió thổi lên, thổi tung số tro ít ỏi ấy. Tro bay khắp vườn, rơi xuống các lá cây trong vườn. Lập tức cây cối trong vườn đều nở hoa hết. Mặc dù mới trước đó có một chút thôi, cây nào cây nấy đều trụi lá vì trời đang tiết thu. Ông già ngạc nhiên quá, ông gọi vợ ra xem. Bà nó ra coi, mau ra đây xem đây nè. Nhờ số tro của cái cối mà tôi đã làm cho cây nở hoa hết rồi đây nè. Bà già cảm ơn chồng và con chó rồi nói: ông à, phải để cho nhà vua ngắm cảnh đẹp rực rỡ này mới được. Ông cũng biết ngài rất thích ngắm cảnh hoa đào nở, chắc nhà vua sẽ thích lắm đây. Ông già tán thành ý kiến này ngay. Ông đổ hết số tro còn lại vào túi vải rồi mang đến vườn thượng quyển. Ông leo lên cây, ngồi ở trên đấy để đợi cho nhà vua đến. Ông ngồi một lát, liền có tiếng chân ngựa đi tới và có tiếng cười nói vui vẻ. Nhà vua cùng đoàn tùy tùng đã đi tới. Khi đoàn người cưỡi ngựa đến gần cây ông già đang ngồi, nhà vua thấy ông, ngài bèn hỏi ông làm gì trên cây. Ông già nghiêng người kính cẩn chào rồi đáp: thưa bệ hạ, tôi là ông già làm cho cây nở hoa. Nếu bệ hạ muốn tôi thì tôi xin làm cho vườn thượng quyển thành một bể hoa. Vua ngạc nhiên hỏi: và ngươi làm cho cây nở hoa vào mùa thu này à? Vậy ngươi hãy làm cho ta xem đi, ta rất muốn xem hoa nở. Ông già liền mở túi ra, bốc một nắm tro và ném lên không trung. Lập tức cái cây nơi ông đang ngồi liền nở hoa. Nhà vua ngạc nhiên và sung sướng, khen ngợi ông già hết lời. Ông già ném thêm tro khắp tứ phía, và chỉ trong giây lát, cả khu vườn đều rực hoa. Nhà vua khen: ô, thật là phép kỳ diệu, khanh đã làm ta rất vui. Để thưởng cho khanh đã làm cho vườn thượng quyến của ta đẹp như thế này, ta ban cho khanh một chiếc long bào. Nhà vua rất hài lòng, bèn sai người hầu vào cung điện tìm chiếc áo lụa rất đẹp của ngài để ban cho ông già. Rồi ngài nhìn chung quanh vườn một lần nữa, chào ông già rất thân mật
rồi tiếp tục đi. Ông già liền mặc chiếc áo đẹp vào và ông không thể nào nhận ra mình nữa. Vải mài áo quá đẹp. Ông nghĩ chắc cái này có thể may thêm cho bà già một cái áo nữa đây. Ông bèn chạy nhanh về nhà đưa quà cho vợ xem. Về trước nhà, ông gặp bà hàng xóm ở trên, lại một lần nữa xuống xin lửa than về để nhóm lò. Thấy người hàng xóm mặc lông bào về nhà, bà ta hỏi ông đã kiếm áo ở đâu ra. Ông già kể chuyện làm cho cây trong vườn thượng uyển nở hoa và nhờ trò của chiếc cối nên được nhà vua khen thưởng. Bà hàng xóm quá ngạc nhiên và cũng vì quá tham lam nên bà quên phức chuyện đi xin lửa, chạy vội về nhà kể cho chồng nghe chuyện lạ lùng này. Rồi bà nói với chồng: "Ôi, chúng ta còn nhiều tro của cái cối đó, ông nhớ không? Ông hãy lấy một ít đem đến vườn của công chúa, rải trên cây đi. Nếu ông làm cho vườn công chúa nở hoa thì chắc thế nào công chúa cũng thưởng cho ông cái áo đẹp hơn thế nữa." Lão hàng xóm nghe lời vợ, bỏ tro vào đầy túi rồi xách đi đến vườn của công chúa. Đến nơi, lão mới leo lên một cây đào cao nhất và ngồi đợi cho đến khi công chúa ra vườn. Lão không đợi lâu, chỉ một lát, công chúa từ trong cung ra vườn. Theo nàng có diều cung nữ và các thái giám. Ra đến vườn, công chúa thấy ông già, mới hỏi ông ta làm gì ở đây. Ông lão liền bỏ tay vào túi xách và nói: "Tôi là ông già biết làm cho cây nở hoa. Tôi đến đây là để làm cho hoa nở, để được thưởng áo đẹp đây." Nói xong, lão lấy trò ném quanh người, nhưng đào vẫn trụi lá như trước. Và hoa vô đơn chí, một ít trò lại bay vào mắt công chúa. Công chúa thét lên vì đau đớn và khiếp hãi. Các thái giám hét vào mặt ông già: "Ai cho phép nhà ngươi làm thế? Ngươi đã hại công chúa rồi." Họ trói lão hàng xóm lại bỏ vào tù. Và từ lúc ấy cho đến nay, công chúa vẫn chưa bình phục. Nên